đợt lính được đẩy vào có lẽ sẽ được xử lý một cách mượt mà, không có quá nhiều vấn đề wow. với khả năng trợ giúp. Còn phía bên kia thì KT là người đang gặp nguy hiểm, người tới là màu không của Levi, nhưng chính lúc đầu đã có dành cho Gragas của địa. Chưa dừng lại đó, họ tiếp tục tấn công vào Levi và ngay lập tức là pha tiếp cận. Còn khu đường trên Kiaya là người gặp nguy hiểm, solo kill có thể có dành cho Ember, liên tục lên những cú ném đá chất lượng và ông hoàng solo kill của BCS mùa trước tiếp tục lên tiếng. Khai thác đến từ bên phía thành viên đội tuyển SE tiếp tục lại là KT tốc biến lên thủy lôi tầm nhiệt phóng mò đeo chúng luôn. Thế này thì chạy bằng trời và tiếp tục gia tăng lượng giá kết về lượng tiền so với những gì mình cam có được ở thời điểm phút 12. Đường trên đánh nhau và đó là solo kill dành cho vị trí của Ember. Và ngay ở ván đấu đầu tiên vừa qua, 12 phút thi đấu và tôi chiến thần Ember đã bỏ túi đến 2 chỉ số hạ gục rất gắt. Chúng ta cùng xem lại pha solo kill của đường trên, lại là một tình huống tính toán nổ tốt đến từ Ember để biến thành Na khổng lồ. Anh ta tấn công và anh ta tranh thủ những khoảng thời gian gây sát thương tối đa, nhí nhảy và lấy được cú chiêu cuối Bola băng hàn đến từ Kiaya trước khi tiếp tục bồi sát thương vào mặt đối thủ. Theo chiến thuật đấy một cách cực kỳ hoàn hảo. Măng quay trở lại với tình huống tấn công của đường trên. Bola băng hàn trượt, Levi đang là người trúng chiêu sát thương từ trung. Levi nằm xuống và có thể là cả Kiaya. Sát thương từ trung là rất nhiều. Ember tiếp tục né thành công. Gang là đội tuyển chủ động tiến ra cụ hàng sứ giả Kennen trước và bắt đầu stack những số đến từ giày bò của Tai. Nhưng sát thương giày bò có lẽ không phải là quá nhiều quanh hồ trời tấn công và Celeb đã có thanh tẩy. Celeb đang thoát ra cú lúc xoáy lần hai không hất được, nhưng đó là một chiếc điện loạn rất đẹp đến từ BS bên kia. Địa một đang áp lực giữ chân thành công, lăn tung diệu ép tốc biến đối thủ. Ember tràn thẳng vào làm cho thành công chỉ một người, nhưng đó là xạ thủ Hongonda để tràn lên thêm lần nữa quay ngược trở lại con sứ giả. Tiến ra trước và tấn công con rồng, Levi đã mất đi cái tăng hình của mình. Mục tiêu tấn công là DNK, mất bola băng hàn. Các thành viên đội tuyển SE ở quá xa nhau, tiền thưởng mục tiêu được kích hoạt dành cho các thành viên đội tuyển Gam. Pha lao vào tốt vào được ba người, cú làm choáng bồi thiều, nhưng đó cũng là choáng không choáng được Style. Và đình lính mới gọi PA băng ra, PA trước kích hoạt cũng chưa cuối mùi hay chính xác hơn là đã dùng từ trước cứu cánh rút cho Style câu thêm chút thời gian nhưng không đủ. Điện một tràn vào ít chưa đến từ điện một tốc biến thoát ra ngoài, đó là shutdown. Nhưng shutdown cho ai, nhưng không có shutdown dành cho Gam. Celeb đuổi theo bắn, đuổi theo đến từ liên kê sau tốc biến bắt choáng hai cùng thành công thủ công tiếp tục thực mạnh thêm lần nữa để tìm cái tin không tìm được, vẫn chưa phải nằm xuống. Chính là điểm một anh ta cũng giữ được tốc biến trên người và chỉ mất đi một tình huống đồng hồ cát và thôi. Lại là một pha choáng nữa đẹp đến từ Ember, sát thương bồi vào khá nhiều đến từ Celeb kích luôn cùng phong linh bắn vào Levi. Sát thương vẫn chưa đủ nhưng bên trong Ember đang bỏ quay quá lâu, dịch chuyển đến từ điểm một để tiếp cận cũng như đồng đội của mình. Sát thương quá nhiều đến từ cây tì điện một xuống chỉ với một nửa máu khi còn băng trường với kiểu đẹp, nhưng sát thương của anh ta gần hết. Anh ta đang câu giờ và đó là một tình huống chuyển hóa năng lượng, chuyển hóa năng lượng không bằng cái bụng béo đến từ điện một. Nó để lại một khoảng trống lớn khu vực đường dưới, một cú kéo tốc nhưng chỉ kéo vào cái móng của chim mồi mà thôi. Palette lùi ra với một lượng máu là một nửa, DNK gặp khó, anh ta phải dùng tuyệt mệnh. Có một tình huống dịch chuyển để chặn đầu và trừng phạt đụng độ đã được kích hoạt vào người của DNK nhưng không đủ sát thương. Tạm thời DNK vẫn thoát được và cái cơn bão Baron dịch chuyển cho SE chưa dừng lại ở đó. Điện một dịch chuyển đến và đường dưới đang có bách đo đến từ Na của Ember. Ember nói rằng thôi tầm này chán solo rồi, bộ là bằng lại trượt và Ember đang một mình đánh cái nhà ở dạng Na khổng lồ thì phải. Một sự hơi đen dành cho chiến thần Rồng. Bây giờ thì anh ta mới có dạng Na khổng lồ và một mình Ember đang gây khó ở nửa cánh trung tâm. Còn khu vực đường trên thì vẫn đang đánh nhau chi chả. Ember giết một người, Ember giết được một người và kia ra là người thứ hai. Hoàn toàn không phải lên bàn đếm số. Trời ơi, trận đấu anh nhiều chất sơ quá. Mọi màn đấu sẽ nằm trong tay của Ember. Ember định toàn tất cả, đã bơi hết vào đây. Levi, Levi tôi không nghĩ là một cái phương án cân nắm một cân nắm được. Ember có tăng được nhưng Ember có gì để Ember cân nắm được? Ember không cân nổi cái hồ máu mà đó là tình huống của mình hơi thao đến từ Ember. Anh tâm thực sự đã có cơ hội trong cân nằm nhưng mọi thứ nó không may mắn đến như vậy. Và giờ thì các thành viên đội tuyển SBC Esports đang muốn tràn thẳng vào những ván thi đấu này. Sát thương khá nhiều đến từ Style nhưng sát thương nhiều như vậy nó là chưa đủ. Một số lần đặt ra đến từ Celeb có kiêu cánh sát thương rất nhiều và chiến thắng trong ván thi đấu đầu tiên dành cho SBC Esports để anh ta có được khoảng trống và thực hiện tình huống bấm B về nhà. Nhưng Viego của DNK đang muốn can thiệp lên cùng đường trên, một tình huống đẩy lên hơi cao đến từ Kiaya và anh ta hết năng lượng, anh ta vẫn đủ để sử dụng một tình huống đột kích bằng giá nhưng rất tỉnh đến từ Ember lùi về được. Kiaya không còn đường về, Kiaya đâm đầu thẳng vào trụ và đó là điểm chiến công dành cho DNK. Di chuyển quay ngược trở lại
nhưng Điền Kê cũng có mặt. Và bây giờ sẽ là một pha giao tranh ở khu vực hàng rồng, bắt choáng thành công đến từ Palace, nhưng Select và Quyền mạnh tay nhảy lên phía bên trên. Hạ gục thành công Bia, kế hoạch tốc độ quay ngược trở lại có rất tên tái, và Style là mục tiêu tiếp theo, dễ dàng phải nằm xuống. Levi sẽ mất tốc biến, đó là điều chắc chắn phải xảy ra. Và con rồng nó thuộc với các thành viên đội tuyển SBTC với một pha phản công rất sắc bén cùng đường giữa. Hiện tại thì Búa Duy Sắc đã hoàn thành xong địa một đội gặp nguy hiểm, anh ta vẫn kịp thời sử dụng chiêu cuối của mình, đã hồi phục rất khỏe, quay ngược trở lại tấn công Levi, và đó sẽ là điểm hòa gục dành cho địa một. Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục tràn lên để tấn công vào KT. Và có vẻ những mảnh trang bị cầm trên người KT đang khiến cho anh ta có thể hướng tới một cái mặt nạ thống khổ đi. Henry Emperor là người gặp nguy hiểm, kích hoạt ba lần sẽ chỉ đổi kim, anh ta hạ gục thành công một người, tiếp tục quay sang tấn công KT. Vẫn là Emperor không né được sau lần hai, quay ngược trở lại. Wow, anh ta cố được cho mình đắp một kill không chết đâu. Levi là người tới chắc chắn chết, đó sẽ là một cú bổ, nhưng trước đó double kill là thứ mà Emperor đã làm được. Nếu tôi không nhầm thì anh Hoàng Luân có chia sẻ một cái status ở trên page, và nghĩ là cái gì, kẻ sát thần Emperor nên đặt cho Emperor là như vậy khi máy đang thắng được Kia vào đấu đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ là nên có Emperor là thắng thần kinh, bởi vì vị thần này đánh quá kinh. Nhưng đường trên thì Levi đã có sự trả thù ngọt ngào đến ba thành viên đồng đội của Emperor khi mà đang muốn báo thù cho bạn của mình, nhưng là 3-3 Amumu phải giật ra địa một, không còn nhiều máu nữa, địa đã phải lên bảng điểm số. Thứ sát thương đến từ thiết bạc ngàn cân thì phải, còn điện cây tốc biến. Palace vẫn còn ở đây làm gì, dùng cái đồng hồ ngưng động của mình để câu giờ chờ Celebrity, nhưng số lượng thì có lẽ là vẫn là 3-3 mà thôi. Nhưng định mệnh vẫy gọi tốt, Palace vẫn sống, anh ta vẫn đang khóc nhiệt tình ở bên kia, nhưng Celebrity thì ném kịch độc với những cái tăm được rút ra thành công. Levi cũng gục, ôi hay quá Celebrity ơi, xạ thủ được quốc tế đang lên tiếng, anh ta dùng thanh tẩy của mình và để tấn công vào không qua tường. Còn nhẹ xin lỗi các bạn là con lợn này bây giờ như một con nhím vậy, và Sejuani đã phải lên bảng số và chip một kill cho xạ thủ quốc tế. Sau cho mình triệu Valerie Rai Lai, nhưng tình huống phá mắt này là khá nguy hiểm khi anh ta bị tấn công bởi Katie có cho mình phi hồ. Không biết có đồng hồ hay không nhỉ, anh ta không có đồng hồ trong cái hoàn cảnh, và đang nghĩ ra anh ta nên có hiện một cái mất tốc biến quay ngược trở ra với cái dạng chuột chuối của mình. Điên cây bị hôn trúng thì phải, băng điện chấn được tung ra và cực kỳ hoàn hảo, nhưng không có ai follow up theo cả. Sự làm bất bại đã kích hoạt Emperor đang càn tất cả. Chiến thần Emperor, quý ngài Emperor thì đúng hơn, đang cho thấy cái tầm ảnh hưởng của mình là nhiều đến như thế nào ở trong trận tranh tổng. Vẫn lao đến, mục tiêu bị bắt, và đó là Kia'ya. Sejuani chưa bao giờ thấy là một con Sejuani đã trở nên mỏng manh đến như vậy trước năm thành viên của SE. Họ vẫn muốn tiến vào bước đến những giao tranh thiếu người, và họ cần phải tạo ra cơ hội để cho Levi có thể tiếp cận với Vua Baron. Dày vò thì sao, Levi tiếp cận quá sớm, dày vò đã có Levi nằm xuống, và các thành viên đội tuyển Gam đang phải thoát lui. Tốc biến lên có giải băng trượt đến từ Palace, và các thành viên đội tuyển SE đang thuận thế đuổi đối phương để tiến thẳng ra vùng hang rồng. Họ rất muốn có được con rồng tiếp theo. Điên Kê nhẹ nhàng né ra khỏi những hôn gió của cổng ma thuật với một tình huống vận được cái móng vuốt hoa cá của mình. Không, thế nó chuẩn không? Bắt lẻ được một người là y như rằng là có thể có Baron dành cho SE, và sau đó thì thêm một người nữa thì đã bắt lẻ. Khi mà cái sự nỗ lực của Levi nó chỉ dừng lại ở mức độ là tiềm năng mà thôi. Con rồng phải tranh chấp 50-50 bộ la băng không có ý nghĩa gì cả khi nó quăng chỉ để giữ lại Emperor. Nhưng mục đích cuối cùng của SE thì cũng đã đạt được, địa một không còn nhiều năng lượng nữa. Họ bỏ lại một chiến thần, họ đem về một con rồng bản lề và một con rồng quan trọng, một con rồng chiến thuật, và họ có thể mất né được hồn gió. Họ né được hồn gió, chúng ta có được điện một né được hồn gió, và khả năng hút máu đến từ con sông quen này quá tởm trong pha thi đấu vừa rồi, và không có mạng nào thêm nữa cả. Tài yếu năng lượng, Tài vẫn đang cố bắn Celebrity, nhưng Kia'ya thì lại trở thành một con nhím bất đắc dĩ nữa rồi. Ôi cái quái gì đang diễn ra ở khu vực hang sói thế này, ai có đủ đạn để có thể kết liễu Celebrity hay không? Một con rồng là có, nhưng mà hình như là SE đang hơi xa đà quá. Đừng để mất quá nhiều những cái bù lợi Baron. Và BE là một kiếm đối đến tiếp theo. DNK không nên chết, anh ta dùng tuyệt mệnh bay qua tường. Tốc biến đuổi theo có thông nổ, tốc biến đánh thông nổ và thoát đi thành công của DNK. Một pha tiếp cận và có KT đứng cover, nhưng rõ ràng đích đến Amumu không phải là đích đến quá thơm to, nhưng đây sẽ làm đích đến thơm hơn. DNK là người gặp nguy hiểm và nằm xuống rất nhanh chóng, và lướt tăng xuống lại hôn trượt đến từ KT, quay ngược trở lại bắn đến từ Celeb, và người đang hóa chiêu cuối để bay thẳng vào ở dạng quả chúa là Diablo. Anh ta làm chậm hai người, tiếp tục gây thêm sát thương và không thể chạy được. Đây chính là KT quay ngược trở lại lùa theo BE và E trượt, nhưng địa một vẫn còn tốc độ di chuyển, anh ta không đuổi theo nữa. BE lùi về kịp, nhảy theo Kia'ya là thoát thân thành công. Celeb vòng ra ở một phương vị tương đối xa, Kia'ya bỏ bạn và BE sẽ là người phải nằm lại. Điểm cuối cùng nó thuộc về địa một. Liên tiếp với những quả cầu ma thuật được bắn từ trong bụi bắn ra, những bụi cây biết nói, nhưng sau đó thì sao? Với sự tự tin của mình, địa một bị tấn công trước với cái lốc xoáy đến từ vũ công. Địa một có chiêu cuối kết hợp cùng với cả đồng hồ cát nữa, lần này là đồng hồ cát rồi, anh ta vẫn sinh tồn quá ghê, vết thương sâu ở đâu không đủ để khiến tự địa phải nằm xuống. Mất rồng, người phải lên bảng trước, đó là Levi, đó là Style và đó là cả BE. Họ mất đi 3/5 người, con rồng này sẽ thuộc về bên phía của SE. KT bị lùi như vịt vậy,
và DNK sẽ có mạng được của KT, thậm chí còn đứng hỏi chuyện nhau một chút xíu, hít vài cái lửa hồ ly cho nó bổ phổi, rồi sau đó chọc chết đối phương một cách đầy tàn nhẫn. Cái này không phải là không tôn trọng đối phương, mà nó về mặt chiến thuật anh ta muốn giữ cho đối phương càng lâu chết càng tốt, để cái quãng thời gian xuống bảng của KT càng lâu càng ok. Có thể là như vậy, hoặc có thể là anh ta vui đùa thật. Bởi vì nếu anh ta hạ gục nhanh và tập trung cùng như đồng đội của mình thì cơ hội kết thúc bàn đấu nó sẽ trở nên nhanh chóng hơn dành cho các thành viên đội tuyển SE. Địa một vẫn sống, địa một lùi ra, và đó là quét sạch người có điểm gục vừa rồi là Emperor. SE đang muốn kết thúc ván thi đấu này và chắc chắn rằng họ làm được. 2-1 dành cho SBTC Sports, và đó là chiến thắng chung cuộc.